tụi mình chơi trò im lặng nha. Trò im lặng. Bần đóng vai chồng, Trầm đóng vai vợ, nó đóng vai con. Mẹ cho con bú đi, cho con bú đi. Thôi mấy cái trò nhảm nhí đi, đi ra, nhanh lên. Cô phạm tội tày đình, cô còn lớn tiếng như vậy nữa hả? Tôi không muốn để cho mẹ biết. Mẹ phải lo, phải buồn, ít nhất cô phải biết điều. Nếu không thì đừng có trách tôi. À, dạ thưa mẹ, con mới về. À, sao con về trễ vậy con? Dạ, công ty nhiều việc mẹ. Ừ, thôi, đi lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Vậy thôi, con lên thay đồ nha. Bần xin lỗi. Thôi nghe cái trò đó đi. Trầm không thích chơi đánh trống hả? Tụi mình chơi trò im lặng nha. Trò im lặng. Bần đóng vai chồng, Trầm đóng vai vợ, nó đóng vai con. Mẹ cho con bú đi, cho con bú đi. Thôi mấy cái trò nhảm nhí đi, đi ra, nhanh lên. Anh ơi, Trầm la em không cho em chơi đánh trống đùng đùng kìa. Lại đây. Thôi được rồi, anh hai thương nha, không có gì đâu, anh hai thương mà. Anh hai nói nghe nè, bây giờ em xuống nhà ăn cơm với mẹ đi. Giờ Trầm chắc hôm nay có chuyện gì không vui thôi, lát Trầm sẽ bình thường lại mà. Hả? Anh hai nói Trầm kêu chơi chung với em nha. Rồi, nghe lời anh hai ngoan. Giờ đây làm cái gì? Cô xuống ăn cơm đi, cả nhà đang chờ cơm đó. Tôi nói là tôi không có ăn, cả nhà ăn trước đi. Đi làm cả ngày về rồi sao không ăn cơm? Xuống ăn đi, không để mẹ lo. Tôi đã nói là tôi không ăn rồi, chị đi ra đi. Tôi nói cho cô biết, cô phạm tội tày đình, cô còn lớn tiếng như vậy nữa hả? Tôi không muốn để cho mẹ biết. Mẹ phải lo, phải buồn, ít nhất cô phải biết điều. Nếu không thì đừng có trách tôi. Chị đang đe dọa tôi đó hả? Sao cả nhà này ai cũng đe dọa tôi được hết vậy? Chị muốn làm gì thì chị cứ làm đi, để cho tôi được yên. Cô